I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are... Hello mọi người, mình là Su Diệt Mỏ Game Gaming đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Các bạn có để ý thấy một cái gì đặc biệt không? Chỗ này nó ghi đạo quân của mình là 6/6 nè. Hôm nay mình đã có thể mở khóa được 6 đạo quân rồi nha. Đây là lần đầu tiên mình chơi cái trò chơi này mà mở được 6 đạo quân. Trước đây maximum chỉ được 5 đạo quân thôi. Lần này được 6 đạo quân rồi. Mình có 6 đạo quân là nhờ mình nâng vào cái điểm vàng quân mở rộng 1 này nha. Muốn nâng được cái điểm vàng quân mở rộng á, thì mình phải nâng cái điểm hành quân số 3 này lên cấp 5. Và mình nâng cái công trình trung tâm nghiên cứu pha lê này lên level 25. Thì lúc đó nó mới cho phép mình nâng lên cái mở khóa vàng quân mở rộng. Sau hơn 1.000 ngày chơi, đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm cái cảm giác mở được 6 đạo quân. Mở 6 đạo quân càng sớm thì càng tốt nha. Nên là các bạn chỉ cần đủ pha lê thôi là các bạn nên dùng tăng tốc đồ này nọ boost cho nó mở khóa càng sớm càng tốt. Các bạn có thể diễu hành thêm một đạo quân nữa thì các bạn farm tài nguyên cũng sẽ nhiều hơn. Các bạn đánh nhau cũng có thể đem nhiều hơn đạo quân so với lại người ta. Thậm chí là như mình bây giờ KVK đã kết thúc rồi, không còn đánh nhau nữa, thì mình dùng 6 đạo quân đi farm game chắc chắn cũng sẽ được nhiều game hơn là so với lại mình dùng 5 đạo quân đi farm game. Trước đây khi có 5 đạo quân thôi á, thì mình sẽ cho con sen đốc này với lại con chỉ huy bách binh đoàn này chung một đạo quân. Còn bây giờ mình có 6 đạo quân rồi thì mình sẽ tách hai con tướng này ra. Mỗi con tướng cho nó là một đạo quân riêng lẻ để cho nó đi farm. Muốn nâng cấp cái dạng quân mở rộng số 1 này, mình phải tốn 2,5 triệu pha lê nha. Hơi bị nhiều luôn đó. Nhưng mà pha lê bây giờ đối với lại F2B nó rất là đơn giản rồi. Hồi xưa thì khó, nhưng mà bây giờ dễ hơn rất là nhiều rồi. Nhờ vào rất là nhiều thay đổi đến từ Lilith. Đặc biệt là cái sự kiện câu Karu á, các bạn đánh cái sự kiện đó là các bạn sẽ được rất là nhiều pha lê luôn. Trước đây mình chơi KVK mùa chinh phạt, chưa bao giờ mình có thể mở được 6 đạo quân. Lần đầu tiên mình chơi cái bản sau update của Lilith, mình đã có thể đủ pha lê để mở được 6 đạo quân. Thời gian cần thiết để nghiên cứu cái dàn quân mở rộng này là 8 tiếng 23 giờ gì đó. Nếu các bạn lụm đá, tinh tước đồ này nọ thì chắc là cái thời gian này nó sẽ rút ngắn lại nữa. Nhưng mà cho dù thời gian nó có 10 ngày hay là 15 ngày đi nữa thì mình khuyên các bạn là nên dùng tăng tốc nha. Dùng tăng tốc để các bạn có được 6 đạo quân càng sớm thì càng tốt. Sau khi nâng cấp cái này xong thì mình sẽ nhận được 4.000 cái xu nha. Tính ra mùa này mình kiếm được khoảng hơn 300k xu đó. Và mình là một F2B nha các bạn. Cái đầu Mina mình vẫn còn. Mình chưa nạp đồng nào vào game này cả. Lúc đầu mình cứ nghĩ là mình chơi F2B thôi. Chơi tới cuối mùa mình cũng không đủ pha lê để unlock được 6 đạo. May mắn là bây giờ mình đã có thể unlock được rồi. Video clip này chủ yếu là để khoe mẽ là chính thôi, với lại làm kỷ niệm. Coi như là sau hơn 1.000 ngày chơi, lần đầu tiên mình unlock được 6 đạo quân. Trước khi các bạn dùng tăng tốc á, thì các bạn phải đợi cho nó đủ 30 hép nha. 18/30 rồi nè, mình cứ đợi cho tới chỗ này, khi nào mà được 30/30 thì lúc đó mình sẽ dùng tăng tốc và unlock 6 đạo luôn. Bạn nào mà không đủ kiên nhẫn á, thì các bạn cứ dùng tăng tốc luôn đi, không cần thiết phải đợi 30 cái hép này làm gì. Các bạn chơi càng về sau, sau khi đã unlock được T5 rồi, các bạn sẽ dư rất là nhiều những cái tăng tốc nghiên cứu nha. Những bạn nào chưa lên T5 mới thiếu cái tăng tốc nghiên cứu thôi. Còn đã lên T5 rồi thì sẽ dư tăng tốc nghiên cứu rất là nhiều luôn. 30 lượt hép này nó cũng giúp mình tiết kiệm được hơn 2 ngày tăng tốc đó. Rồi, đã đủ 30/30 lượt hép rồi. Bây giờ mình sẽ dùng tăng tốc nha. Ok, vậy là mình đã có thể mở khóa được 6 đạo. KVK bây giờ chỉ còn lại 9 ngày thôi. Vậy thì 9 ngày này mình sẽ cố gắng tận dụng tối đa 6 đạo quân này của mình để đi farm nha. Farm tài nguyên cũng được, farm game cũng được. Nói chung là càng mở khóa nhiều đạo quân thì càng tốt. Số lượng pha lê còn dư của mình là hơn 850k. Số lượng pha lê còn lại mình sẽ cố gắng nâng cấp cái báo cáo Karaku số 2 nha. Tại vì cái điểm nghiên cứu này nó sẽ giúp mình tăng sát thương lên chiến binh Karaku. Còn hơn một ngày nữa là nó sẽ mở khóa cái thử thách câu Karu mức độ khó cuối cùng. Nên là mình phải cố gắng nâng càng nhiều điểm, tăng sát thương lên. Vậy thì mình mới có thể tiêu diệt được con câu Karu một cách dễ dàng hơn và kiếm được nhiều pha lê hơn. Ok, thì video clip ngày hôm nay muốn khoe mẽ với các bạn một chút xíu. Sau hơn 1.000 ngày chơi, lần đầu tiên trải nghiệm cái cảm giác mở khóa được 6 đạo quân đem đi farm, làm chiến thần, tiêu diệt mỏ game. Video clip này tới đây thôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.